Thôi không phải khóc đâu, chú Ngân cũng nói thế để vì trước sau thì chú cũng phải nói với cháu, chú không thể không nói được nhé. Thôi đến đi, không thể giấu cháu được. Thôi giờ cháu cũng lo, chỉ trông chờ vào chú, có ông bà của chú giúp đỡ, có ông bà của chú giúp cháu mà. Xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị đang tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Ngày hôm nay Ngân đang có mặt trên nhà của bà Nương ra thăm lại cháu My. Và chiều tối ngày hôm qua thì Ngân cũng đã nhận được cái kết quả đi khám từ bệnh viện Việt Đức với trường hợp của cháu My rồi ông bà của chú ạ. Ngày hôm nay thì Ngân ra đây thì cũng muốn chia sẻ cái kết quả và cái tình hình sắp đến này để hỗ trợ cho cháu My. Cũng thật sự là cũng có rất là nhiều cái khó khăn và phía trước là sẽ là một cái chặng đường là rất là gian nan ông bà của chú ạ. Và mong cháu My sẽ có những cái may mắn, có những cái phép màu để có thể là vượt qua được cái giai đoạn ngặt nghèo này. Bây giờ thì Ngân sẽ đi vào để nói chuyện với cháu My. Hy vọng rằng sẽ nhận được thêm những cái sự quan tâm, thương yêu của toàn thể các ông bà, các cô chú xa gần với trường hợp của cháu My. Chào cháu. Đang làm gì? Cháu ngồi chơi. Ngồi chơi à? Có sáng có tập thể dục gì chưa? Chưa. Hình như là bà sáng nay bà đi đâu đúng không? Bà đi ra Mai Châu chú. À, bà đi Mai Châu à? Không biết mấy giờ mới về nhỉ? Chắc là trưa. Ngày trưa. Mấy hôm rồi bà có làm thuốc bóp gì không? À bà có xong bóp gì? Chiều nay bà về bà đắp. À chiều bà đắp à? Ừ được rồi. Không ngồi ở đây thì nó hơi đi vào trong phòng của cháu cho nó yên tĩnh một tí đi. Để chú chia sẻ về cái kết quả đi khám luôn nhá. Ừ. Cháu tự đi kiên thế luôn à? Tự dậy được không? Đi thử vào tay em nào. Cháu vẫn cứ đi khó khăn như thế thôi. À, vậy là ăn uống vẫn tốt, vẫn ăn được đúng không? Dạ chú ạ. Ừ, bà thì vẫn xoa bóp, vẫn làm cái liệu trình này kia cho cháu đúng không? Dạ. Chú nhận được cái kết quả của các bác sĩ ở bên bệnh viện Việt Đức rồi. Dạ. Về cái trường hợp của cháu từ chiều hôm qua, nhưng mà chiều chú định ra đấy, nhưng mà hôm qua nó mưa to quá. Dạ. Cho nên là chú Ngân cũng không ra kịp. Thế là sáng nay thì chú tranh thủ công việc thì ra thăm cháu một tí. Dạ. Xong rồi cũng báo cái kết quả với cháu. Dạ. Rồi cũng xem là bàn bố cháu thì không biết như nào đâu, nhưng mà vẫn phải nói để xem tình hình là nên thế nào nhé. Dạ. Bởi vì có những cái thì chú Ngân hỗ trợ được, có những cái cũng vượt qua được cái sự quyết định của chú. Dạ. Cho nên là chú muốn tham khảo ý kiến của bà này, rồi của cháu này, của gia đình cháu. Dạ. Thế này, hôm qua các bác sĩ điện cho chú Ngân thì có nói là sáng thứ tư này là phải xuống bệnh viện để mổ đấy, bởi vì là trong cái xương của cháu, trong cái tủy ấy, thì có khối u, nhưng mà hiện tại thì không biết là u lành hay u ác, thì bác sĩ bây giờ phải mổ ra để lấy cái u đấy ra để làm xét nghiệm, thì khi đấy thì mới biết được là cái u đấy u lành hay u ác. Nếu như là u lành thì đấy là một điều may mắn, mà chú Ngân cũng cầu mong đấy là u như u lành thôi. Chú thì cái này thật sự là chú Ngân cũng rất là khó để nói ra, vì ngay như bản thân chú Ngân thì chú Ngân cũng rất là lo lắng, nhưng bắt buộc chú phải nói ra với cháu. Đặc biệt là cũng phải chia sẻ với toàn thể các ông bà, các cô chú, những người là đang giúp đỡ cháu. Yeah. Để mà ông bà thương thì cũng còn có những cái để mà chia sẻ, để giúp đỡ thêm. Bởi vì khi mà đi mổ thế này á, ngoài cái việc mà tốn kém về chi phí thì đã đành rồi. Yeah. Nhưng về cái phần mà quan trọng nhất là bây giờ chú Ngân cũng không biết nó là cái u gì, mà
bắt buộc là phải mổ ra thì mới lấy được cái u đấy. Đó, cho nên là hôm qua thì bác sĩ có nói cụ thể với chú Ngân là thế này: sáng thứ ba thì phải xuống để làm thủ tục rồi, sáng thứ tư là phải có mặt ở bệnh viện để mà mổ rồi, và cái ngày đi mổ đấy thì là phải có anh em ruột, anh chị em ruột trong nhà, hoặc là như cháu là không có mẹ thì phải có bố, bởi vì khi mà mổ như thế thì tất nhiên trong theo chúng em biết là tất cả các trường hợp mổ thì đều phải như vậy, để khi mà mổ là phải có cái ký cái cam kết, để trong quá trình mà mổ thì có vấn đề gì không thì đấy là người nhà của mình cũng đồng ý rồi. Chú Ngân, kể cả chú Yên, kể cả bà ở đây thì không thể nào ký thay được. Đấy, cái trường hợp của cháu rất là khó khăn như thế. Chú Ngân bắt buộc phải nói và chia sẻ với cháu, bởi vì là không giấu được. Giấu cái chuyện này thì không thể giấu được, bởi vì là tại sao mà vẫn phải đi mổ này như thế nhá. Rồi mổ ra thì bây giờ cũng chưa biết là thế nào. Cháu có biết u lành với u ác là nó như thế nào không? Dạ, cháu không biết. Thế là chú cũng nói sơ qua thế này nhá. Dạ. Cái u lành ấy thì có nghĩa là nó không có ảnh hưởng gì mấy. Khi mình mổ ra thì nó sẽ hết. Dạ. Và nó không, cũng không phát triển nữa, mà sau này nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Dạ. Còn u ác đấy là gọi là bệnh ung thư. Dạ. Đấy là ung thư, là u ác đấy, là cái đấy là hiện tại thì gần như là chưa có thuốc nào để điều trị được triệt để. Mà chú Ngân cũng phải nói trước với cháu như thế để mình xác định tư tưởng, chú không thể nào giấu cháu được như chú cũng từng nói đấy nhá. Dạ. Thì bây giờ là cháu cũng phải cố gắng và có niềm tin, cầu mong là sẽ có một phép màu để khi mà đi mổ thì nó sẽ khỏi, lấy cái u ra thì là u lành thôi. Đấy. Chú chia sẻ thế thì bây giờ ngày hôm nay thì chú Ngân ra đây thì không gặp được bà. Dạ. Thì chú cũng muốn hỏi ý kiến của bà là nên làm như thế nào, bởi vì thật sự cái trường hợp của cháu á thì chú Ngân chưa từng gặp bao giờ. Dạ. Chú chỉ là giúp đỡ về như là làm nhà, là hỗ trợ về kinh tế, về ăn học để cho các cháu có một cái cuộc sống nó tốt hơn, để vươn lên, để có một tương lai hơn thôi. Chứ cháu là trường hợp đầu tiên mà chú Ngân phải đưa đi đưa lại như thế này. Và đến ngày hôm nay thì kết quả nó cũng chưa thật sự là trọn vẹn 100%. Bởi vì nếu mà kết quả nó phải trọn vẹn là khi nào phải biết được xét nghiệm u là u gì, thì lúc đấy nó mới là biết được tất cả cái quá trình mình đi khám. Yeah. Nhưng mà cái đấy thì bắt buộc là phải mổ thôi. Chỉ về cái phần chi phí mà đi mổ thì chú Ngân cũng chưa hỏi bệnh viện là có tốn kém hay không nữa. Yeah. Đấy, ngoài cái phần bảo hiểm của cháu á, thì chắc chắn nó còn phải tốn một số tiền cũng khá là lớn. Bây giờ cái số tiền mà chú cháu mình còn lại từ hôm bây giờ chi phí vào thì còn khoảng độ 35 triệu đồng. Ừ. Thì chú cũng không biết là cái số tiền thì có đủ chi phí để mổ hay không nữa cơ. Rồi khi mà mổ xong ấy là còn phải thuốc này thuốc kia, rồi còn phải ăn uống sinh hoạt, rất là nhiều thứ phải lo. Chú Ngân có nhiều cái rất là lo lắng bây giờ. Thứ nhất là lo không biết là cái u đấy là u gì. Thứ hai là lo chi phí để hỗ trợ cho cháu. Cho thật sự là mà rất là khó khăn đấy. Bình thường là chú cũng không muốn nói những điều này, nhưng mà với trường hợp của cháu thì chú phải nói nhá. Yeah. Phải nói để mà cháu cũng xác định được cái tư tưởng của mình. Đấy, như vậy là chú sẽ còn phải hỏi ý kiến của bà. Yeah. Và Ngân cũng xin phép được hỏi toàn thể quý ông bà cô chú, cũng xin ông bà cô chú là có ai biết trong cái trường hợp của cháu My thì cần phải xử lý như thế nào thì cũng cho Ngân biết ý kiến với, để Ngân có một cái
lựa chọn sáng suốt nhất để hỗ trợ cho cháu My. Bởi vì trường hợp của cháu My bây giờ thì có quá là nhiều cái khó khăn ông bà của chú ạ. Thành thử ra là Ngân cũng phải sắp xếp làm sao cho hợp tình hợp lý để có thể là hỗ trợ cho cháu khi mà còn có hy vọng. Ngày hôm nay thì là thứ mấy nhỉ? Thứ 6 chú ạ. Thứ 6, đấy, thứ 3 lại phải xuống bệnh viện rồi. Nó lại xuống, mà lần này xuống là không về được đâu. Xuống là phải nằm lại. Và mổ thì mổ lại ít nhất là phải tầm một tuần hay là nửa tháng hay cái gì đấy. Thì chú cũng chưa biết được cái đấy là theo bệnh viện. Rất là nhiều cái khó khăn đấy nhá. Bây giờ thì nói với bố nhá. Cứ nói nguyên văn như thế thôi. Nhưng mà cũng đừng mà quá lo lắng. Bởi vì thực sự bây giờ cũng chưa biết là u lành hay u ác cả. Xác định là lần này xuống là phải nằm viện tầm nửa tháng rồi. Đấy, để có kết quả nó như thế nào nữa. Đấy, cho nên là tí nữa thì bà về, xong rồi cháu xin ý kiến của bà, xong rồi gọi cho bố, thông báo cho bố từ bây giờ đi nhá, để bố chuẩn bị. Cũng nói với bố là chúng con nói là phải mổ thế thôi. Đấy, còn là chưa biết là những u lành những u ác, mổ để mà biết được là phải xét nghiệm đã nhá. Bây giờ là cái hoàn cảnh ông Sáu là rất là ngặt nghèo. Bây giờ tiền thì chú cháu mình cũng chưa có. Không biết là mổ nó hết bao nhiêu tiền nữa cơ. Đấy. Mà bây giờ mà xuống á, dưới kia á, là người ta bảo là phải chuẩn bị tầm 100 triệu hay là 5-70 triệu gì đấy. Để mà mổ thì chúng con cũng chưa có ngay được. Có khi chú cháu mình vẫn phải chờ nữa cơ. Đấy. Mặc dù là có bảo hiểm nhưng mà có nhiều cái không thể có bảo hiểm được. Mình vẫn phải dùng đến tiền mặt, rất là khó khăn. Nói với bố này, bảo bố nói với chú thím xem. Đấy, người nào mà đi được thì thứ tư này là xuống, và ít nhất là phải có một người ở với cháu đấy nhá. Bởi vì bố cháu là chắc chắn là ở lại không biết cái gì rồi, bố cháu là không biết chữ. Bây giờ ví dụ như bác sĩ bảo là ra ngoài chỗ này, cái phòng này lấy cái này cái kia, mà không biết chữ biết số gì thì không biết là phòng nào, cầm cái tờ giấy để chạy đi chạy lại cũng không biết đi làm thế nào, đúng không? Cho nên là phải có một người ở chăm sóc cháu được. Mà chú nghĩ là làm sao đấy, thì có bác bá hay là con gái ấy, là phụ nữ ấy nhá. Bởi vì là ở như thế thì xuống cái bệnh viện ấy thì cái việc mà sinh hoạt cá nhân của cháu là con gái thì một người khác thì chăm sóc nó rất bất tiện. Cho nên là cố gắng là nhờ bác, nhờ cô, nhờ gì đấy là một người phụ nữ thì đi nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà hôm đấy vẫn phải có bố cháu đi. Vì trước khi mổ là như chú Ngân nói là phải ký cái bản cam kết rồi. Mà mổ này là chú Ngân nghĩ là cũng nằm cũng phải tầm chục hôm đấy. Ăn uống cho cháu nó đành. Rồi còn cái người mà đi chăm sóc nữa tốn kém lắm. Nên là thực sự là chỉ mong là quý ông bà, cô chú là nhà hảo tâm thì bớt chút cái tình cảm của mình để ủng hộ cho cháu My. Bao nhiêu cũng chân quý ông bà của chú ạ, trong cái lúc gấp gáp như thế này. Ngày hôm nay thì là thứ 6 rồi, thì còn là thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3 là còn 4 ngày nữa là cháu My lại phải xuống bệnh viện rồi. Thôi không phải khóc đâu, vì trước sau thì chú cũng phải nói với cháu, chú không thể không nói được nhé. Thôi nín đi, không thể giấu cháu được. Nhưng mà bây giờ cũng chưa biết là u lành hay u ác mà nhá. Cho nên là thôi cứ cố gắng lên đã. Chú chỉ mong là khi mà mổ ra có kết quả đấy là sẽ là u lành. Thì nếu mà là u lành ấy, thì nhà cũng điều trị uống thuốc, xong rồi bồi bổ sức khỏe vào ăn uống vào một thời gian thì nó sẽ đi lại được bình thường thôi. Có bệnh thì mình phải cứ phải đi để tìm cái nguyên nhân đã nhá. Nhưng mà không phải khóc nữa.
khóc bây giờ thì nó càng càng làm cho cháu yếu đi và sẽ càng không chống được những bệnh tật được. Nên là cố gắng là lạc quan lên nhá. Phải tin là bây giờ là chỉ là u lành thôi. Chú cháu mình cũng cầu mong điều đấy. Bởi vì là cháu còn rất là ít tuổi, tương lai phía trước còn rất là nhiều. Nên là cố gắng để vượt qua được cái giai đoạn này nhá. Thôi bây giờ cháu cũng lo lắm. Chỉ trông chờ vào chú và có ông bà của chú giúp đỡ. Có ông bà của chú giúp cháu rồi. Thì chú cũng hiểu. Chú cũng sẽ cố gắng hết sức mình thôi, có thể thôi. Bản thân chú thì cũng muốn giúp đỡ cháu nhiều hơn đấy, nhưng mà khả năng của chú thì có như thế nào để chú giúp được như thế. Chú chỉ mong là làm cái cầu nối để may mắn để giúp cháu thôi nhá. Yeah. Cứ phải tự tin lên, lạc quan lên đã nhá. Yeah. Vì chú cháu mình bước ra ngoài một tí cho nó thoải mái đi, ngồi tí nó lại cuồng chân của cháu á. Để cố gắng đi lại vận động đi nhá. Bởi vì bác sĩ cũng chưa kết luận cái gì cơ mà, là phải mổ ra đã mới biết được. Mấy hôm nay bà làm, bà giúp thì có lại đỡ hơn không? Đỡ. Hôm đi bệnh viện Trung Ân thấy mệt đấy, thế đi lại khó đấy. Giờ đỡ hơn rồi. Ừ. Sáng cháu vừa đi xuống dưới kia chơi xong. À, cái chú bên này còn ở đây không? Chú gì ạ? Cái chú mà chữa bệnh bên kia kìa. Chú vẫn còn ở. À. Chú vẫn còn ở lâu. Dạo này chú đỡ rồi chứ, chú đau, chú kêu. À, thế là bà nắn bóp cho là đỡ rồi. Thế là bây giờ là nằm nghỉ ngơi được đúng không? Dạ. Chưa là đau à? Lật người được lâu lâu, giờ đang thay đổi thời tiết lâu lâu, chú cũng đau tí thôi. Giờ cháu nhìn thấy chú đỡ nhiều rồi, hôm qua chú còn đi từ bên này sang. Đi lại luôn rồi. Mượn cái hàng của cháu đi. À, dạ. Bố cháu Quý mua cái hàng, mượn bố cái đấy. Bố của Quý mua à, cho mua của bạn Quý đúng không? Dạ. Là mua, chú ấy mượn à? Cho chú mượn để chú đi kiểu chú. Như bà nói với chú là chú bị chắc là bị đột quỵ ấy. Xong rồi khó đi, đi nang nên thì không đi được. Cho thế, chú giữ hai bên. Để tập đi. Dạ, chú tập đi hôm qua, chú đi từ phòng thế sang không đỡ bên phòng khám. Cháu mình dậy đi xem nào có đi được không bây giờ. Chú không đỡ đâu nha, cho tự để tập nha. Có đi, có cần phải cầm nạng hay không, cần phải chống không? Bà có bảo là tập cái gì đấy, cầm cái gậy ấy. Cháu thì vẫn đi. Dạ. Không ngã. Không ngã. Cố lên. Đấy, bệnh như giờ là phải cố đấy, cố gắng lên. Cố gắng mà tập. Giờ cháu ngồi như này đi. Hả? Cháu ngồi này ngồi được không? Ngồi á? Ngồi như này cháu tự. À, ngồi được từ lên được đúng không? Lên đó. Được thì chưa chú ạ. À, chưa lên. Cố lên xem nào, có lên được không? Vẫn còn yếu chú. Thử xem nào. Chưa lên. 1, 2, 3. Cố lên, đấy, thấy chưa? Không, nếu mà không chống thì chưa lên được đâu. Vẫn phải cố gắng thôi, dạ. Cố gắng tập nhé, nghe theo lời của bà nhé. Dạ. Bà chỉ cái gì thì nghe theo lời bà. Dạ. Rồi bây giờ ăn uống thì chú cũng ít ra thì chú cũng đủ tiền cho bà một ít rồi. Dạ. Cho nên là ăn uống thì sẽ phụ với bà. Dạ. Vẫn biết là ở đây thì mọi cái thì đều phải là trông chờ vào bà hết đấy, ăn uống ngủ nghỉ, cái số tiền mà chú gửi cho bà nó không thấm vào đâu. Dạ. Nhưng mà dù sao thì thôi, cũng gửi cho bà được một ít như thế để gọi là cái tấm lòng của mình. Dạ. Tốn kém lắm. Dạ. 5-3 triệu này nó chẳng đáng làm gì cái với cái bệnh của cháu. Dạ. Thôi nhưng mà dần dần vậy, biết làm thế nào được, trong trang sự cũng trông chờ vào bà là cứu mang thôi, cho nên là phải cố gắng mà tập luyện nhé. Dạ. Lại đi vòng rồi xem nào. Mà nghỉ đi để chú Ngân qua bên phòng của chú kia một tí. Đấy, tập đi, cẩn thận nhá. Đấy, thả ra. Đấy, đi. Cổ bước quật quẹo như này. Cổ chân. Rồi cháu ở đây đi, nghỉ ngơi một tí đi nhá. Chú qua hỏi thăm cái chú bên này xem nào. Bên này thì là một bệnh nhân bị tai biến ông bà của chú ạ. Anh ấy trước đây là nằm liệt không dậy được luôn ấy, nhưng mà nghe nói bà Lương cũng cho bóp cũng trị liệu cho thì cũng đỡ rồi, đỡ hơn rồi, đi lại được rồi. Chào chị. Anh nhà chị đỡ hơn chưa chị? Hôm nay hôm qua ông ấy ngồi dậy được. À, đang ngủ ạ. Đang
À, đằng nào thôi thế thì thôi em không vào nữa. Anh nhà chị là có nghĩa là bị tai biến xong rồi nằm không dậy được tí nào à? Bị tai biến xong đi cấp cứu ở Việt Nam về à. Cũng đi lại được một thời gian. Vâng. Xong ra tháng 12 năm qua đây mình là vâng. Bị liệt luôn. Vâng, bị liệt luôn. Đau nhiều lắm. Vâng, đau. Đau là kêu ầm ĩ lên ạ. Nha, mà hôm mấy hôm từ xương này xuống hết. À. Đi tiêm tiêm về lại càng đau lại nằm. Vâng. Liệt. Thế bây giờ là mấy hôm nay lên mấy bà là có đỡ hơn tí nào? Từ hôm nay là hôm thứ năm rồi. Hôm qua thì anh cũng ngồi dậy được. À, ngồi dậy được. Vâng. Vâng. Đi lại cũng chưa được, ngồi dậy được. Vâng. Đi lại là vẫn phải dùng nạng để đi tập đi đúng không ạ? Chưa, run chân còn cơ nó còn cứng quá, vâng. Chưa được đi được. Vâng. Từ một người mà gọi là nằm liệt đi mà ngồi dậy được trong ngày tập đi nạng thì cũng là một cái tiến triển rồi. Ừ. Cái này, cái thế bệnh này là phải... Tốt rồi. Vâng. Cái bệnh này nó có tốn... Có hy vọng. Vâng, có hy vọng rồi. Cái bệnh này nó tốn thời gian lắm chị ạ. Tốn thời gian lắm, nó không phải như là ốm này ốm kia để mình uống thuốc vào nó khỏi được. Luôn cái này là phải quá trình thuốc thang duy trì rồi tập luyện thường xuyên đều đặn nữa theo cái liệu trình, liệu pháp nữa thì mình mới ổn được. Đấy thì mong là anh nhà chị cũng sớm bình phục chị nhé. Vâng, thì vâng, thế em không làm phiền nữa, để cho anh nghỉ thôi. Em qua với cháu một tí nhé. Vâng, dạ vâng, dạ. Từ hôm đi khám về bố có gọi điện ra không? Bố có gọi một lần ạ. À, bố có nói gì? Bố hỏi là sao rồi? À, sao rồi thế thôi ạ. À? Cố gắng là nói với bố nhé. Được. Nói đúng như lời chú Ngân nói nhé. Được. Có nhớ không? Có. Nhớ không? Có, nói lại cho chú nghe nào. Chú, đến thứ ba, đến hôm thứ tư này về xuống mổ. Nói to lên thế nào? Hôm thứ tư xuống mổ á. Xong hôm thứ ba về xuống mổ trực tục. Rồi. Trong nhà phải có bố, có một thêm một người cùng đi nữa. Ừ. Có người nhà cùng đi. Người nhà là người ruột nhé. Dạ. Một là bố mẹ. Dạ. Hai là bác ba. Anh em ruột thịt là cái người ký giấy tờ cam kết trước khi mổ. Dạ. Cái người mà đi ở lại chăm cháu thì ai cũng được. Dạ. Miễn là người đã ở được là được. Để còn cái người mà ký cam kết kia phải là người thân máu mủ ruột thịt, chú Ngân không được. Đó. Phải bố của cháu. Bây giờ có ai đâu, nhà thì cháu thì không có anh em. Nhưng mà bố có biết ký tên không? Có biết viết ra chữ không? Có chứ. Nhưng mà bố viết lâu. Viết lâu à? Có nghĩa là dí tay và là vẫn viết được chứ. Chẳng hạn như là Bùi Văn Ánh à? Dạ. Thì bố có biết được ra chữ đấy không? Có chứ, nhưng mà lâu lắm, bố viết lâu á. Viết lâu à? Dạ. Kể cả trọng trọng nhưng mà ký vào thì vẫn ký. Dạ. Vẫn thể ký được. Nếu mà biết ký là được, biết viết ra là được. Chậm chậm cũng phải viết được. Lâu rồi bố không biết bây giờ bố có viết được không? Ừ. Trước là bố viết được. Trước là không biết được một tí. Cũng biết được. À, nhưng mà bây giờ là không biết như thế nào. Thì tí nữa cháu hỏi bố luôn nhá. Dạ. Là bố tập ký đi. Dạ. Bảo là tập ký Ánh nhỉ. Bùi Văn Ánh vào đấy. Dạ. Chắc là ký như thế thì cũng chỉ ký như thế thôi. Còn cái lúc đọc cái tờ cam kết đó có thể là bệnh viện đọc. Hoặc là chú Ngân đọc cho. Dạ. Đọc cho ngày cho bố cháu nghe. Cho ngày dưới bên dưới là bố cháu ký vào. Đấy, những cái tờ giấy này mình ký vào. Dạ. Thì bây giờ bảo bố là tập ký đi nhá. Dạ. Tập ký tên thôi. Ánh cho người Bùi Văn Ánh rồi đấy. Dạ. Bây giờ là còn có 4-5 ngày nữa thôi. Dạ. Ừ, bà về à? Bà về chú ạ. À, thế thì có khi là nói chuyện với bà vài câu để thông báo với bà luôn. Để bà về thì đặt cho chú mượn cái này. Ôi, con chào bà. Vâng, chào hai anh. Dạ, không dám ạ. Bà ơi, có mệt lắm không bà? Không. Không mệt thì con lại làm phiền bà tầm vài phút nữa đi. Để con thông báo cái kết quả đi khám bệnh viện thì cũng xin ý kiến của bà với. Bây giờ con cũng rối quá, không biết phải làm như nào. Con xin phép đi vào đấy ạ. Vâng, có gì thì lại nhờ bà cũng thương cháu My với giúp đỡ đấy ạ. Vâng, ở đây này làm phiền bà, mong là bà nếu mà cháu nó có cái gì mà chưa hiểu cho lắm thì mong bà chỉ bảo thêm cho cháu. Hôm qua ngồi say thuốc cả buổi chiều. À, thế tập làm việc à? Ừ. Tập thể dục luôn. Ừ. Thế bà nghỉ ngơi bà nhé, cũng 12 giờ trưa rồi, chúng con xin phép đấy ạ. Lúc nào con này ra. Ừ. Dạ, vâng. Ngân vừa chia sẻ
với bà. Thì thực sự cái trong cái vấn đề mà cháu My mà đi mổ này ông bà cô chú thì với bản thân Ngân này, bản thân bà, về có lẽ là cũng rất là nhiều ông bà cô chú là không dám đưa ra những cái ý kiến gọi là quyết định đâu ạ. Bởi vì cái này là nó liên quan đến rất là nhiều cái mà nó hệ trọng, mà nó liên quan đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng luôn. Đó, phải nói là ở cái góc độ như thế luôn, cho nên là không dám khuyên là nên thế nào. Cái đây là tất cả là về phần kinh phí ấy, thì chăm sự là nhờ ông bà cô chú giúp đỡ. Còn cái về phần mà quyết định đi mổ hay không, đấy là lại phụ thuộc vào cháu My với bố cháu. Ngân cũng chia sẻ thật tình như vậy. Đó, thì chú cũng chia sẻ lại như thế My nhé. Thì bây giờ chú Ngân phải đi công việc đã. Chú thông báo cho cháu như vậy để mà chuẩn bị tinh thần, cũng như là hỏi bố, hỏi các bác, các chú trong họ hàng, gia đình nhà cháu xem như thế nào nhé. Bây giờ cháu. Cháu ông bà cô chú ạ. Cháu cảm ơn các ông bà cô chú xa gần đã giúp đỡ cháu có tiền đi khám. Và giờ chú nói thế với cháu, cháu cũng không biết làm nào. Cháu cũng nhờ ông bà cô chú góp ý và cho cháu lời khuyên ạ. Cháu cảm ơn các ông bà cô chú nhiều ạ. Cháu chúc ông bà cô chú thật nhiều sức khỏe ạ. Rồi, cố gắng lên nhé. Vâng ạ, thưa toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn, video ngày hôm nay thì Ngân cũng sẽ khép lại tại đây đó ông bà, cô chú ạ. Cũng chia sẻ với cháu My cũng trọn vẹn hết rồi. Mặc dù là cũng hơi thẳng thắn, nhưng cháu My cũng cần phải biết để còn có những cái này sự sắp xếp chuẩn bị ông bà, cô chú ạ. Ngân trong lúc này cũng chỉ mong sẽ nhận được thêm những cái sự đóng góp, ý kiến từ quý ông bà, cô chú để có những cái phương án giúp cháu My hiệu quả nhất. Và đặc biệt nữa, Ngân cũng tha thiết kính mong quý ông bà cô chú là giúp đỡ để cho My có thêm nguồn kinh phí nếu như đi mổ, thì cũng không phải lo lắng, không phải chờ đợi. Một lần nữa Ngân xin gửi lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe và lời kính chào đến toàn thể quý ông bà cô chú. Xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Chú cháu Ngân xin được phép được kính chào. Rồi chú về nhá. Cố gắng lên nhá. Rồi, cháu mỏi chân ông bà của chú ạ, ở lâu thì Ngân cũng sẽ đi về đã. Bà ơi, con xin phép đấy ạ. Vâng, dạ, thôi con xin phép đến hôm nào đó bà. Chúc bà sức khỏe bà nhá. Thế anh em về nhá. Dạ vâng ạ, dạ, con chào bà. My nhá, ngoan nhá, ngoan cho bà nhá. Dạ, vậy xin chào toàn thể quý ông bà của chú.